Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ các buổi phát cơm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Thưa quý cô chú anh chị, hôm nay thì bếp cơm lại làm những cái phần thức ăn rất là giá trị để giúp những người bệnh và những người đi nuôi bệnh ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Thì đồ ăn các bạn nhìn thấy là rất là nhiều món: bò xào với đậu que, thịt heo, giá, cá, sườn, thịt heo, thịt ba rọi, chả cá, cá lóc, sườn non ram, gà kho gừng, tôm, thịt heo kho tiêu, rồi cá nục chiên, thịt heo kho với củ cải, rất là nhiều món ăn. Bên cạnh đó đó các bạn, thì còn có đây là bánh bao, sữa, nước suối. Đây hôm nay là phát sữa bắp nha các bạn, nước suối, rồi bánh mì. Con chào bà nhá, lát ở lại nhận tiền lì xì nhá, đừng có về vội nhá. Vâng, lát có một cô gửi tiền lì xì. Dạ. Rồi còn bây giờ mình sẽ quay bắt đầu từ cái điểm mà mình sẽ đi thật là chậm nhá. Đây, đi lại bắt đầu từ cái khúc này các bạn này. Đây các bạn nhìn này, rất dài. Bên nhá, tới đây thì có thêm là 5 hàng này nữa. Rồi vô rồi chị. Rồi xuống đi mở máy lạnh, rồi xuống đi. Rồi. Đó. Các bạn nhìn mỗi một ngày cỡ như vậy. Dạ. Đó. Ngồi tới tận khúc đèn đỏ đấy các bạn. Đó. Rồi đây. Hai bên. Bên phải, bên trái, đằng trước, đằng sau. Quá trời. Đây, dài. Mời chú, cô bác hàng, mời chú chúng tôi nha. Rồi, mọi người mình qua bên đây hết đi chị. Mời nha. Dạ, trời, dạ, chị mời. Đây, thấy nắng quá đó. Là kêu các bệnh nhân ung thư sang bên này ngồi cho nó mát. Rồi, bây giờ mát xong rồi thì giờ kêu bệnh nhân lại đứng đấy để xếp hàng, nhận tiếp. Quá thì mình... Rồi, qua bên đây này, các bạn nhìn này. Dạ, cô bác ngồi đúng hàng đi, để lát đi theo đúng thứ tự. Em gái này sao ngồi đâu có đúng hàng đâu em gái. Em vào hàng đây. 5.000 cây nhím thôi cô ơi. Ngày hôm nay cũng rất là đông người nha các bạn. Cái này có của ai không? Có đúng không? Có không? Đâu gặp anh này, gặp mẹ em hư chết rồi đó, giờ tới bảo
chết rồi. Giờ bà lại ung thư tiếp. Con phải ngồi vào hàng nhá, nhận cơm phải ngồi vào hàng. Xếp hàng đâu? Đây mấy chị quay ké thôi. Nói chung là chị chỉ có một vài chục phần nhưng mà chị làm loạn lên. Chị tới đây chị quay rồi chị vận động, nhưng mà bên mình thì không có vận động bất cứ ai hết. Nhưng mà bà con vẫn xếp hàng rất là dài. Đó, còn những cái nhóm khác họ chỉ có một vài chục phần thôi, họ tới họ quay ké. Sau đó họ nghĩ tung lên mạng. Thì cô bác thấy ai uy tín thì cô bác cứ ủng hộ nhé. Đây, đồ ăn thì bao la luôn. Rồi cô bỏ xuống đây không? Thì thưa các cô bác anh chị, bữa cơm ngày hôm nay đó của Trần Thị Tố Nga, Việt Kiều Canada, có ủng hộ 15 triệu. Cô Vân ở Seattle là khách hàng của áo dài bé, có gặp trực tiếp và đưa cho Tuấn Dương là 5 triệu. Anh em Thiện Tâm ở Sioux City, Iowa thì gửi 350 đô, trong đó là 50 đô sẽ tặng Tuấn Dương và bếp cơm, 300 thì phát cơm. Chị Nguyệt ở Massachusetts thì ủng hộ 150 đô để tặng các tình nguyện viên của bếp cơm, mỗi người là 200 ngàn. Thì hôm nay là năm Tây tháng 7 năm 2024, thì bếp cơm sẽ làm những cái phần thức ăn này để chia sẻ khó khăn với bệnh nhân, rồi người nuôi bệnh, những cái người đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy. Chào các cô bác nhận cơm. Hôm nay bếp cơm báo cho cô bác một tin vui là bếp cơm đã phát hiện ra một cái trường hợp ngồi xe lăn, đi xe gắn máy tới, sau đó gửi xe ở trường tiểu học Hồng Bàng. Chân tay thì vẫn lành lặn nhưng mà giả bộ là bị què cụt. Sau đó rồi tới nhận thức ăn và đã được các tình nguyện viên phát hiện, sau đó rồi hỏi thăm thì anh ta đã thừa nhận cái hành vi của mình. Thực ra bếp cơm tới đó, bếp cơm giúp các cô bác là với mục đích nhân đạo và khơi gợi những cái lòng tốt của con người. Đây là những cái người giúp cô bác là những người ở những phương trời rất là xa lạ, cũng đi làm ăn chân chính, dùng cái đồng tiền thật để giúp đỡ mình. Nếu như mình khó khăn thực sự, tới đây tụi con giúp thì có ý nghĩa. Còn cô bác mà lường gạt rồi tay chân thì lành lặn nhưng mà giả bộ là què cụt đi nhận, cái đồng tiền đó không xứng đáng. Cái đồng tiền đó để nhường cho bệnh nhân và người nuôi bệnh thực sự khó khăn thì tốt hơn. Thế, đề nghị các cô bác khi mình phát hiện thấy những cái trường hợp đấy cứ báo cho con hoặc là chú Tư. Ông chú đeo kính mà mặc cái áo có chữ quán cơm gì Tư ấy, hoặc là chú Kỳ, để mình làm trong sạch lại cái môi trường của mình, giúp đỡ đúng người. Ngày hôm nay thì bếp cơm không phát tiền, mặc dù có rất nhiều tiền nhưng mà không phát, để nhắc nhở các cô bác là mình ý thức hơn. Nếu mà cô bác còn gian lận thì bếp cơm sẽ không có phát tiền nữa, chỉ phát thức ăn thôi. Rồi mời hàng đầu tiên những người bệnh nhân ung thư đứng dậy nhá. Mình đi theo thứ tự. Một số người thì được tình nguyện viên dìu đi. Bắt đầu phát bà ơi.
viên sẽ phục vụ cô bác. Thứ nhất là canh, thứ hai là chuối, món thứ ba là nước suối, bánh mì, sữa và bánh bao sẽ để tặng cho những người ra sau cùng. Ngày hôm nay đó các bạn, thì theo như mình ước lượng cỡ khoảng hơn 600 phần thức ăn. Cái số lượng người cũng rất đông, không biết là cái người cuối cùng thì còn có thức ăn hay không, nhưng mà mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì đồ ăn này các bạn nhìn quá trời ngon luôn. Rồi, cảm ơn em. Rồi rồi, cảm ơn. Thưa các cô bác anh chị, bếp cơm đang phát những phần thức ăn để giúp các hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Trước mặt cô bác anh chị là những người bị khuyết tật, ung thư thì sẽ được ưu tiên nhận thức ăn trước. Mỗi một người sẽ nhận một phần. Theo đó thì một phần ăn gồm có một bịch canh, một trái chuối, một chai nước suối, một ổ bánh mì, cơm mặn thì cô bác anh chị là tự chọn, muốn ăn món nào thì chỉ món đó. Cái số lượng người ngồi chờ thì rất là đông nha các bạn, quá trời đông luôn. Rồi, chúc sức khỏe các cô bác. Rồi, nhận xong mang qua đường sắp xếp. Bếp cơm có đặt hai cái bàn ở bên đường, cô bác nhận xong rồi mang qua bên đường sắp xếp dùm. Vâng, anh chụp cái bảng ngoài, em có để cái số điện thoại của em ấy. Dạ. Anh nghe đúng giọng nói của em nhé. Không có nhiều người họ tới họ quay rồi họ vận động tùm lum, em thì không vận động ai hết. Cô bác ấy, anh ấy, chú Kỳ cho dừng lại cho anh ấy chụp cái bảng. Mỗi người một phần, nhận xong các cô chú mang qua bên đường có hai cái bàn, mình sắp xếp thức ăn cho gọn gàng. Rồi, mang qua đường đợi cô. Bye-bye.
mới của bác nhận một phần. Mỗi người phần cơm phần đó. Rồi qua đường sắp xếp dùm. Thưa các cô bác anh chị, đây đang là buổi phát cơm để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đó thì bếp cơm sẽ ưu tiên là những người bệnh nhân ung thư sẽ được nhận thức ăn trước. Mỗi một phần thì sẽ gồm có là đồ ăn mặn là tự chọn, một trong số là khoảng hơn 10 món để ở trên bàn. Thì mỗi người sẽ lựa một trong số các món ở trên bàn. Rồi mọi người sẽ còn được nhận thêm là bánh mì, chuối, nước suối. Qua bên đường anh trai. Mang qua bên đường sắp xếp. Đứng đây một người là kẻ hết. Đứng đây. Đứng đây đó mọi người. Thôi hướng dẫn anh rồi, đi từ từ qua đi. Không có gì đâu, cứ đi từ từ qua. Cô bác nhận xong rồi, mình còn phải để ý là người sau họ chưa có chỗ hoặc là không có cái không gian để họ đứng. Nhận xong rồi vui lòng mang qua bên đường sắp xếp. Ai cũng ngồi bày một mớ ra đây làm sao phát được. Qua bên đường sắp xếp anh trai. Mỗi một ngày là các bạn là 600 đến 700 người. Những người bệnh nhân u hốc mắt, rồi ung thư vòm họng. Cá, con cá bự chà bá luôn. Chồng đi qua bển này, mang qua bên đường sắp xếp có hai cái bàn nha các anh chị. Những người đi nhận lần đầu chưa biết thì mang qua đường đẩy giúp em. Đây, cô bác anh chị nhìn này. Bà con ngồi quá trời đông luôn này. Đây, bên này chú Thanh đang phát bánh mì, phát nước suối. Cô bệnh gì cô? Ung thư vòm họng à? Dạ, mình đang xạ trị hay sao cô? 35 tia. Bao nhiêu tia cô? 33 tia còn 2 tia. 33 tia còn 2 tia nữa. Rồi xạ trị có mệt không? Mệt không. Có ăn được không cô? Không ăn được. Uống nước với sữa. À, rồi, chúc cô sức khỏe. Rồi. Cô bệnh gì cô? Bệnh mổ cái cục gì đấy. Rồi, mổ. Mổ cái cục gì nào vậy? Ruột thừa à? Ờ, không phải, mày chạy tới mấy chục tia. À, chạy mấy chục tia cũng xạ trị ung thư. Rồi, nên nhận cơm đấy cô. Dạ, rồi chúc cô sức khỏe. Cô bệnh gì cô? U tủy sống. Rồi, cảm ơn. Anh trai bệnh gì? Mổ ung thư. À, mổ. Rồi, ok, cảm ơn anh. Anh của anh bệnh gì? Ung họng. Ung thư vòm họng. Dạ, rồi em cảm ơn. Rồi, anh trai bệnh gì? Hả? Mình bệnh gì anh? Ung thư. Ung thư gì ạ? Mổ. Ung thư thanh quản này. Rồi, rồi. Là anh bệnh gì? Não. Ung thư não. Dạ rồi, cảm ơn anh. À, lâu lâu hỏi để cho cô bác anh chị biết những cái người bệnh, người ta bệnh gì, có nhiều bệnh lạ lắm. Nhiều khi biết mình cũng không có nghe hay không có biết hết được tất cả các loại bệnh. Rồi từ từ chờ đã này các, cứ bình tĩnh. Đi bán rồi sau đó thì mình lên để nhận đầy đủ thức ăn. Bỏ nắp cho trong đi. Đổ lắm.
qua đường xe. Nhớ cảm ơn tình nguyện viên nhé. Cô là đi dẫn con đi. Cô bác nhớ cảm ơn tình nguyện viên phục vụ giúp đỡ mình. Tình nguyện viên cũng đều đáng tuổi cha mẹ các cô chú đó. Đều 80 thất thập cổ lai hy rồi. Sắp sửa lên đường rồi. Nhưng mà vẫn tới giúp các cô bác anh chị. Đi chung, đi chung. Đây vậy. Đây các bạn nhìn bên kia này. Quá trời đông mà chưa nhúc nhích nhá. Cái hàng dài thòn lò luôn. Dạ, rồi chúc sức khỏe. Đây, cô chú anh chị nhìn này. Đó, chưa có ở đâu mà phát cơm mà nó ngăn nắp, nó trật tự như vậy nhá. Đó. Cả hai bên đường. Lớp thì người đứng, lớp thì người ngồi. Lấy cái này ra. Mở nắp hộp ra giùm em, đúng rồi. Rồi, mình cứ từ từ đi theo thứ tự. Ai cũng có nhá. Đây là cái điểm phát cơm mà đông nhất Sài Gòn. Là bị sao? Bại liệt à? Cái tay đấy liệt à? Em cái tay nhỏ. Bị bại não? Tay nhỏ. Bị từ nhỏ. Ok. Rồi, cô bác coi clip nhớ chia sẻ video nhé. Để nhiều người biết cái điểm phát cơm này, nên ai mà khó khăn thực sự thì cứ tới đây. Cơm đồ ăn thì còn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi một vòng. Và cô bác anh chị chúng ta coi. Các bạn thấy là ai cũng anh đội nón mở cầm hai hộp ra tay giúp em đi, mở sẵn nắp hộp ra, mở ra anh lên trên mới mở là lỏng cọc rồi. Ok, các bạn thấy đấy, mình cũng những ai quên thì mình mới phải nhắc thôi, còn mà cô bác mà biết rồi thì thôi khỏi có nhắc. Mở sẵn nắp hộp ra chị gái. Có những cái hộp nào khó mở nắp đây, cô bác mở sẵn nắp ra. Rồi bỏ cái nắp vô trong bao xốp ấy. Nhận thức ăn xong rồi mang qua bên đường mình đây. Có nhiều cái nắp mới mà khó mở. Nhất là các cô bác lần đầu tiên ra. Lên trên kia thì tay trơn rồi người ta không mở. Người ta đeo bao tay người ta không giúp mình được. Mình tự mở nắp hộp ra dùm. Quạt này có mát không anh? Quạt mát không? Chủ nhật thì nghỉ để còn bơm máu chứ giờ máu đâu mà tiếp nhiều. Cô này không khô máu rồi nè.
Có báo rồi, là ngày mai nghỉ luôn á. Thứ bảy chủ nhật nghỉ ạ. Được bằng cái gì cô? Cầm sẵn hai hộp ra đi ạ. Rồi, rồi rồi, cầm sẵn hai cái ra. Em gái, mở sẵn nắp hộp, cầm hai hộp ra tay đi. Rồi, hàng trong mình chuẩn bị nhá. Cô ở đây giấy quá trời, cái tình thương không chú Tân? Quá trời, bỏ giấy luôn nè. Có trà thu giấy này không? Quá trời đây nè. Một bao rác luôn nè. Mở người một bạch đi. Lên trà còn không chết luôn á chú Tư. Cô bác chuẩn bị sẵn hai cái hộp nha. Đi lên trên kia thì mở nắp hộp ra giùm em. Đây các bạn, phát là cũng cỡ khoảng gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà chưa hết cái bên này. Thì mỗi một buổi phát cơm nó là cứ cỡ khoảng trên một tiếng đồng hồ. Cô chú anh chị. Cô bác bên kia đứng 1, 2, 3, 4 hàng nhé. Cái công trình bên này đó là cô Hứa Yến Lan tài trợ. Thì cũng làm sẵn một số các cái dây rồi. Và đục các cái lỗ để nếu mà trời mưa đó là sẽ căng bạt ra cho bà con đứng cho nó đỡ nắng. Còn bây giờ kẻ những các cái vạch này là cũng mua sơn kẻ. Nói chung là cũng do các cô chú anh chị giúp đỡ. Thì bếp cơm ra cái công để... gọi là sắp xếp cho nó ngon lành để bà con cô bác mình đứng, ví dụ như là số 1, số 2, số 3, số 4 đó, tức là kẻ cũng như là vạch kẻ đường ấy, để cho các phương tiện đi lại dễ dàng. Thì đây là cũng để cho bà con đi theo ngay hàng thẳng lối. Các bạn thấy đây còn có thêm những các cái bệnh nhân ở bệnh viện như là bệnh viện ung bướu, bệnh viện răng hàm mặt. Xong rồi mang qua đường sắp xếp, có hai cái bàn bên đường. Có từ đang châm thêm. Yeah.
tại chỗ nha, chỉ hàng ngoài ta nhích lên ta đi thôi, hàng trong vẫn ngồi tại chỗ dùm. Hàng trong tại chỗ. Rồi tiến tới. Tiến tới em. Đi trên lề. Rồi nhích lên. Hàng ngoài mình nhích lên chút xíu các cô bác, còn hàng trong vẫn ngồi tại chỗ giùm em nhé. Bà ở đâu ấy bà? Hàng trong bà ngồi xuống đi bà. À. Hàng trong ngồi xuống đi các cô bác ơi, hàng trong ngồi xuống. Dạ, hàng trong vẫn ngồi đi, chỉ có hàng ngoài ta đi trước thôi. Hàng trong rồi, anh đừng có che ra vậy anh. Anh che kìa. Từ từ đi. Đến tới. Đến tới đi ạ. Đến tới dần đi cô bác ơi. Đến tới. Bước lên trên lề đi ạ. Bước trên lề chị ơi. Rồi ok. Ngày mai thứ bảy chủ nhật có cô bác nào còn ở đây không? Còn chứ. Còn á. Nuôi bệnh mà. Mai mấy giờ anh? Mai nghỉ, mốt nghỉ. Trời ơi. Hỏi có cô bác còn ở đây để thông báo này, cô bác đứng ra. Thứ bảy chủ nhật nghỉ. Rồi ngọt lắm, 40.000 bán giá vốn 30.000 nè. Chưa đổ chưa? Còn lại đi. Đấy, mấy chị tranh thủ bán cho những người đi nuôi bệnh. Bán cái vé chứ tôi nó có cho em bán đâu. À. Nó bán đắt hơn em, nó đang đuổi ra đường du xe của em ấy. À. Thế em ở đâu? À, nó quay không chợ nhà mấy chị bán cái cây. Ý là quê em quê ở đâu? Bắc Ninh. Bắc Ninh à? Ở ngoài đó nó thôi, đó là bán. Ở đây nó cạn xe à. Quay đầu lại, quay qua. Đấy thì 40.000 cho một ký. Thứ hai cô bác cứ mang thẻ nuôi bệnh nhờ hóa đơn đóng viện phí đi nhá. Chủ tư mới trúng số. Thứ tư sẽ phát tiền. Mang qua đường sắp xếp nha, có hai cái bàn. Bố bác hàng ngoài đứng dậy kìa, mình đứng dậy đi theo người ta đi. Giờ nhìn em làm chi, trời ơi. Nhìn em không có cơm ăn đâu, cứ đi theo hàng đi các anh chị ơi. Đi vào chỗ mát ngồi cho nó đỡ nắng.
đang dọn nhà đó, sao xong xuôi. Cảm ơn mấy chị ơi. Rồi, cảm ơn cô. Bình dân nghèo. Dạ dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh. Dạ, dạ. Đây hôm nay thì em chó con là sang bên kia phụ nhé, nhưng mà lát xíu vẫn gọi ra để tặng tiền. Bên kia có một nhóm các bạn này, họ phát, nói chung là họ cũng phát cái số lượng thì nó không có được nhiều, nên là bà con cô bác của mình thì nhận xong rồi ra kia, rồi ai cảm thấy thiếu thì lấy thêm. Đây vẫn có những cái xe chở nước đi này, xe chở nước. Rồi, cảm ơn. Quá mỏi giò các bạn này, đứng dậy di chuyển chỗ. Phát 600 phần mà 700 người ra thì cái người sau làm sao có được. Dạ. Yeah. Rồi bữa nay tôi đi ra ngồi nữa nè. Không biết được chút được cái gì nữa đâu. Nếu không được thì sao hả? Vậy không được thôi chứ sao giờ. Ta có nhiều đó mà. Có nhiều thì giờ nó chỉ chú á. Có thì rất là mang ơn. Nghĩ làm sao đi sáng sớm hơn chứ. Bệnh mới tới đây. Vâng. Chứ cho thì đỡ dữ lắm. Vâng. Cho mang ơn dữ lắm. Nói chung là ở đây ở nếu mà đi ra ngoài mua một dĩa cơm 40 ngàn dạ. Mà chú cho ở đây là sống được
40 ngàn rồi. À. Rồi nhiều khi có nước rồi mỗi mua thật lâu đỡ. Nếu một phần của bọn con là hơn 40 ngàn đấy, 40 ngàn là không mua được rồi đâu. Nhiều khi có bánh ăn đỡ tiền bánh cái nữa đỡ dữ lắm rồi. Nhiều khi bếp làm bếp yêu thương nữa rồi buổi chiều cũng đỡ. Dạ, dạ. Chứ không thôi là hai người một ngày ăn nhính gì nhính cũng 150 ngàn. À. 150 ngàn một ngày. Hai người. Rồi có xin vậy thì rất là đỡ, mang ơn bởi cái đội từ thiện này là mà cho uy tín nhất là cái chỗ này, đúng vâng. Giờ đúng giấc mà ngồi trật tự. Còn có nhiều cái cổng ba xô té thấy ngoại em vâng. Rồi nhiều khi ôi tùm lum hết xô té ngã đúng không, cái bếp yêu thương á vâng. Bà kia bà ngồi đây yeah. Rồi bà đi đâu rồi, rồi bà con bà bệnh à, con bệnh rồi lấy cái đúng rồi bà gửi đây à. Rồi bây giờ không biết bà đâu, không biết đâu trả lại, thôi cứ sách phụ nhưng mà mỗi người một phần dạ. Không không lo nhận dùm nữa à, cho nên giờ sách hai cái người ta tưởng là mình xin hai phần đúng rồi cũng khổ dạ, bây giờ không dám bỏ nữa phải giữ dùm và thôi thì cứ giữ dùm rồi mang lại người ta rồi. Chứ cái này mua cổng nhà thương bán cũng 5 ngàn dạ, rồi 5 ngàn bây giờ không biết đâu trả lại nữa nè, thôi cầm nó đi lát bỏ xuống cứ đi dạ. Hai cái 5 ngàn. Tôi được cái bánh dừa với thêm món gì nữa đó. À. Còn gì nhưng mà ở đây á, có nhiều bà con ấy, sao mà có giấy mới phát tiền? Vì mới nói đúng, tại vì ở đây có nhiều người ta không có bệnh, người ta vẫn vô lộn đúng lấy rồi. Tiền. Đúng rồi. Cho nên mấy chú này căng á, giúp cho người bệnh chứ. Và... chứ đâu có giúp cho mấy người đó. Đúng rồi. Một ngày lộn vô chỗ này, trong chỗ kia, trong. Ta sống đủ ngày. Đúng rồi. Cho nên vâng, ta vâng. Căng là căng ở chỗ. À, thứ hai mang lại, và em sẽ phát tiền. Hôm nay em không phát tiền. Hôm qua mới đuổi một ông là ông ấy đi. Vậy tức là ông mới khỏe mạnh nhưng đó. Mà ông giả bộ là ông khuyết tật đó. Xong ông gửi xe ngoài kia rồi ông ấy lấy cái xe lăn ông tự lăn đi, đến lúc sau ấy, tình nguyện viên đi theo phát hiện ông bỏ xe lăn xuống ông đi bình thường hai lần bởi vậy. Thế xong nói ông thừa nhận bảo tôi không có bị khuyết tật mà tôi thấy đối xử tốt với cái người bị bệnh quá nên là tôi người ta gạt mình mà giờ nên là tụi con kiểm tra là không phải là tụi con gây khó cho các cô chú mà giống như có nhiều người hoặc trường hợp như này này con nói là ví dụ mấy cô tạp vụ ở trong ấy cô nhặt được cái hóa đơn đóng viện phí cô ra lấy tụi con không cho lấy cô sẽ cho mấy đứa bụi đời ngoài này thì khi nó cầm hóa đơn đóng viện phí thì giấy tờ tiếp theo nữa nó không có căn cước công dân rồi cái này nọ nó không có luôn nha yeah. Cái của em đem theo là giấy tạm ứng vâng. Giấy xả trị, giấy căn cước. Có cái người đi nuôi bệnh là mình hỏi người ta thì người ta trả lời thật chính xác là ví dụ như nằm đâu khoa nào mình biết. Nhưng mà còn ví dụ như có người hỏi bây giờ họ lấy cái giấy của người khác ấy, xong hỏi bây giờ tên người bệnh là gì không biết. Xong, rồi hỏi các thứ bảo không biết cái gì cũng không biết luôn đó thì bệnh viện là người ta cũng cải tiến người ta lăn tay hay có cái đó hay lắm vâng. Hôm nay là ở bà con nhiều bà con cũng biết mấy chú vậy là làm đúng vâng. Tại vì người ta trà trộn mà vâng. Dân khổ thì nhiều lắm dân nuôi bệnh nhiều mà dân kia cũng nhiều nữa vâng. Tiền đâu mà cho dữ vậy vâng. Ở đây rất quan nhìn mấy chú chứ không có nói bậy gì hết dạ. Mà có cơm mì ăn còn không có là thôi dạ, dạ. Mua ăn đỡ ngày mai xin vâng. Tiền vậy thôi chứ không có vâng. Gì nhưng mà vậy cô cho con hỏi cô nhận được đây mấy lần rồi cô nhận được là một tháng mấy rồi tháng mấy rồi dạ, dạ, à đây 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 á dạ. À trời ơi cô đi làm ông mới lo ông run này ông sợ lấy hai phần người ta quở ông này và bây giờ cầm hai phần không biết đâu trả rồi người đi người ta nói lấy hai phần đó à. Áo vàng đứng cuối hàng vẫn cuối hàng nha không có ưu tiên nữa rồi à, thôi chào mấy cô chú nha đi theo hàng đại ca có người giám sát đừng có chen vô làm khó cho tụi em đây vẫn còn rất là dài này cô chú anh chị nhìn này bên kia nữa này có ngày là phát 300 triệu đấy hai ngày liền mỗi ngày phát 300 triệu đấy
Có người ung thư là 500 ngàn, hơn 100 người, còn lại mỗi người 200 ngàn. Ung thư có chứng minh với giấy này là... Có giấy, nhưng là bệnh nhân đi thì mới được, còn người nhà bệnh nhân thì không được. Người nhà bệnh nhân thì 200 ngàn. Dạ. Bữa nay này giúp cơm thôi. Em thấy cô kia cô nói là ra đây người ta cho tiền. À rồi, bây giờ chị muốn nhận tiền... mua về muốn lấy bao nhiêu tiền? Có không. Túi đựng chưa? Ấy là cô nói hả? Ở đây người ta hay cho cơm cho tiền. Ừ, có. Em mới xin đầu tiên ấy. Ừ thì bây giờ nếu muốn lấy nhiều tiền anh chỉ chỗ. Còn lấy được hay không là tùy em. Vâng. Mình có hoàn những hoàn cảnh khó khăn thì mình như thế nào để tại vì tại giờ là cần những cái này không? Bây giờ nếu khó khăn ấy, mình coi y tá điều trị ở trong đó mình nói xong rồi. Nếu có giấy hộ nghèo hoặc là có đấy, mình xin bên tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo ở phòng công tác xã hội. Không, thì bây giờ mình đầu tiên là trong gia đình không đủ khả năng thì nói với bác sĩ, với y tá điều trị làm cái đơn xin lên bên phòng công tác xã hội, họ sẽ hỗ trợ, họ sẽ ví dụ miễn giảm viện phí hoặc là có những nhà hảo tâm thì tụi anh vào đấy tụi anh sẽ giúp ở trong đó. Bác sĩ có nói với em là không có bảo hiểm á, là về nói với bên gia đình của bên chồng mà chồng em hộ khẩu là nằm bên chồng. Ừ. Em với chồng chỉ sống với vợ như là chưa có nhà đó. Ừ. Rồi bây giờ bên chồng em không có chịu giúp chồng em nữa. Sao chồng lại không giúp thằng chồng? Không biết nữa, tại vì họ chỉ cho khoảng cái số tiền đó rồi bữa nay ông đóng rồi đó là kêu nếu giải thì cũng vô sinh về. Là chồng bệnh gì? Chồng bị tai nạn xe nhưng mà bác sĩ nói là còn cứu được. À. Em không có khả năng. Bên chồng thì cho khoảng một phần tiền nào đó rồi bữa nay họ chuyển lên đây chịu đóng rồi nội sẽ nghỉ đóng, họ nói là nếu như nó cứ nằm đó mà nó không mở mắt á thì kêu bút bô xi cho về, nhưng mà bác sĩ nói thì vẫn cứu được. Ừ. Đã mở cái quản rồi. Bây giờ như này nè, em cứ nói với đấy là bác sĩ giới thiệu cho con ra phòng công tác xã hội, họ sẽ có một cái quỹ đấy, giống như tụi anh muốn giúp tụi anh cũng vào trong đó, tụi anh hỏi thăm rồi người ta xác minh đúng là bệnh nhân người nuôi bệnh sao sao đấy thì tụi anh tới là tụi anh đóng thẳng viện phí cho người ta. Ừ. Bữa giờ em cũng ở đây từ lễ rồi mà. Ừ. Mình nuôi có mình bên đây thôi, còn bên chồng em cũng ai lên nuôi chứ. Ừ. Em cũng còn hai đứa nhỏ nữa. Ừ. Thì bây giờ cứ ở đây đi, cứ lên đây rồi bọn anh có cơm rồi anh phát cơm rồi em cứ lên nói và hướng dẫn vào phòng công tác xã hội. Dạ. Để họ trợ giúp nhé. Dạ. Ừ. Cảm ơn em. Họ miễn giảm viện phí cho mình cũng được. Đấy. Em bé đó các bạn, bé đó là có hai đứa con mà giờ đi nuôi chồng bị tai nạn. Đó mà bé bạn ấy vừa nói vừa khóc thấy cũng thương. Đây ở đây thì các cô chú sẽ bày cơm nữa. Chắc mình sẽ cho cái bàn lui vô trong. Nhấc lên em kéo lui vô trong này, anh chị đứng cho đỡ nắng này. Nhấc lên đi ông. Rồi, kéo vô trong này đứng cho đỡ nắng đi. Rồi ok. Cô ơi, khiêng hộ cái cho vào giờ trong cho đỡ nắng cho bà con đứng cho đỡ nắng. Rồi, đứng rồi. Ok, rồi. Đứng ở trong cho đỡ nắng. Sắp xếp cho gọn gàng. Cái nắng đôi khi làm cho người ta bị sốc nhiệt. Rồi. Cô bác lấy cơm xong mang qua bên đường sắp xếp nhá. Có hai cái bàn ở bên đường. Có hai cái bàn bên đường nhá. Mình lấy xong mình qua bên này mình sắp xếp. Qua bên đường có hai cái bàn nhá, mình sắp xếp cho gọn gàng. Bếp cơm sẽ phát thêm sữa cho các cô bác nhá. Sữa, bánh mì. Nếu hết bánh mì thì có mì gói nữa. Đủ các đồ chơi. Nhưng mà nếu mà hết mì nữa thì thôi luôn. Mì hôm qua còn thì bà Thanh vào coi mì gói hôm qua còn bỏ đây hết bánh mì tặng cho họ
bánh bao xong rồi tới mì gói. Bếp cơm có thủ sẵn nhá, là phát sinh thêm thì là tặng thêm. Mình có sữa, trong này có sữa, phát sữa trước. Phát sữa, sữa giá trị hơn. Đây, bếp cơm hôm trước phát còn dư mì gói thì sẽ để đây. Những cô chú ra sau sẽ tặng cô chú mì gói ăn cuối tuần. Nhiều khi cô chú cũng cứ cho tiền mà còn dư thì làm cái nọ cái kia tặng cho bà con, mỗi người chút chút. Quạt này có mát không anh? Quạt áo dài bé mát không? Rồi cô bác đi hàng một qua đi, đi hàng một qua. Rồi vô hàng trong cùng, vô hàng trong cùng, vô hàng trong sát tường giúp em, vô hàng trong cùng hàng sát tường ấy. Rồi cô bác cứ đi theo hàng đi ạ, hàng trong cùng sát tường giúp em nhé. Mỗi người một phần, bếp cơm có chuẩn bị thêm mì gói cho các cô bác rồi. Đứng sát tường rồi giùm em các cô chú anh chị ơi, đứng sát tường rồi nhá. Đây vẫn còn một hàng rất dài này. Bên kia cỡ khoảng chưa, từ đi theo hàng cô bác. Tiến dần lên đây em trai, tiến dần lên cho người ta đi, lên đi, lên đi. Rồi tới đây em dừng lại, ok, chờ hàng trong họ đi trước. Chị gái lên đây, tiến lên. Rồi ok. Mình đứng thẳng hàng nhá, giống như học sinh đi xếp hàng vào lớp ấy. Nhận cơm chay thì nhớ ăn nhá, mình đừng có bỏ phí. Nhiều người lấy xong rồi vứt bỏ bên này, tụi em phải thu gom này. Mình cảm thấy mình ăn thì mình hãy nhận. Lát qua đây lấy tiền lì xì nhá. Cái đó từ cháo từ hôm qua đấy. Cái đấy cho heo ăn thôi. Thôi cho heo đi, đừng
Mình người ăn là chết người nhá, heo ăn là không sao. Nhiều phát cháo mà lấy xong rồi không có ăn bỏ lãng phí. Không ăn thì thôi đừng có lấy cho người khác. Đây cháu nhỏ này đi nhận cơm với mẹ, cùng với mẹ này đó. Nhận thức ăn xong mang qua bên đường sắp xếp cô bác ơi. Mà bữa nay giờ hết rồi, giờ này hết đừng mua hộp nữa, ngày mai mua. Có thể là không còn cơm thì cô bác cứ ra xếp hàng, mà còn thì nhận, mà hết thì thôi nhá. Tới lại cổng nhà thương 35.000 một phần. Giờ đây không còn, sợ không còn đâu cô. Tới cô thì hết, bây giờ còn 200 người nữa. Sao ra trễ thế? Mát làm thuốc, làm đồ. Làm thuốc. Cái trọng. Giờ... Bây giờ 11 giờ tới nơi rồi, phát từ 9 rưỡi, giờ gần 11 giờ rồi. Chưa biết cái gì ở đây, cô mới lấy đồ cơm đầu tiên. Thôi xếp hàng đi, cho hay là xếp hàng đi, còn mì gói, có để mì gói nữa. Cứ vô đi, còn thì lấy mà hết thì thôi. Đây, hai ông bà đi nuôi nhau. Cô bác sẽ nhận thêm là sữa rồi bánh bao, hết bánh bao sẽ phát mì gói. Số lượng người quá đông, chia sẻ mỗi người một chút. Cô con hỏi thăm cô có đi nuôi bệnh không ạ? Không phải, mình đi ở đây muốn lần nha. Anh kiểm tra cho ta lần rồi. Dịch muối á. Đến 3 tầng mới lên. Thì cô nhà Sài Gòn mà sao mình đi lấy cơm của người? Tại vì mình có một người và lại lấy một người cơm. Sao không? Cô đi xe gắn máy tới để lấy cơm mà. Sáng cháu tôi đi làm chở tôi đi, giờ lại tôi đi ngoài xe. Thôi, hôm nay đừng lận nha, để nhường cho người ta. Nhường cho người bệnh. Đi lại. Đi ra ngoài đi cô. 10 phút tôi lại nhà lần. Mình nhà cửa Sài Gòn đàng hoàng để nhường cho người bệnh nhân. Mình cũng ung thư. Không á. Không, ung thư về phường giúp đỡ, về phường giúp đỡ. Con à. Ngày nào cũng đi xe gắn máy tới lấy không? Không được. Thôi. Rồi ra ngoài cô. Xin lỗi nha. Dạ vâng, xin lỗi nha. Nhà Sài Gòn về lấy về nấu cơm ăn đi. Đừng có lại lấy cơm của bệnh nhân. Đi xe gắn máy con chở tới mà lấy cơm của bệnh nhân làm chi, không còn đủ phát. Bếp cơm không có hẹp hòi gì hết nhưng mà phát cho đúng người. Chú ơi, mọi người phải xếp hàng hết ạ. Dạ không, 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 không. Dạ không, tất cả xếp hàng mà phân phối theo tiêu chuẩn rồi.
rồi từ từ nhá, chờ đi đó. Hết bánh bao thì chú sẽ phát tới mì gói. Ủa, mì gói phát chưa mà hết rồi chú Thanh? Còn đúng không? À. Ý là tưởng là phát rồi, tưởng là cái này phát hết rồi, chưa đúng không? À. Rồi từ từ em, từ từ em. Chờ cho ta đi bớt đã. Không ăn được. Chú ơi, cho ông chai sữa. Rồi. Mà đúng ra là chú phải xếp hàng đấy. Đúng rồi, à. Tới đi. Lẹ làng, đưa hai hộp cơm, một cơm đều đoàn. Cầm sẵn trên tay, chồng lên băng qua đường xếp cho mình khác lĩnh nữa. Cơm à? Rồi ok, lấy đồ ăn thôi cũng được. Có cơm chai đó. Dạ dạ. Cô bác nhận xong mang qua bên đường sắp xếp nhá, có hai cái bàn bên đường. Cô bác chờ xíu nha, hết bánh bao thì sẽ phát mì gói. Rồi, mình nhận sữa rồi mì gói. Rồi, hôm nay rất là mừng khi ai cũng có. Mỗi người nhận thêm một chai sữa, hai gói mì. Rồi, cơm mặn giờ còn một món thôi. Bà lấy đi bà. Dạ dạ, bà nhận đi bà. Sài Gòn mà hôm nay bà lại tới làm phiền tụi con nhé. Dân Sài Gòn thì phải đi xin, trời ơi. Cảm ơn con đi. Thôi xếp hàng đi bà, còn gì thì nhận, bà lỡ tới rồi. Về phường người ta giúp đỡ. Khổ. Vừa phát giữ trật tự này phải lo nhắc nhở những cái người. Ủa,
đây là bánh bao. Đâu đâu cho con cái cho nhỏ trên kia kìa. Để không mong một cái này. Nè em gái ơi, ơi. Thôi đi mất rồi. Thôi khỏi. Trả lại. Trả lại. Ô sao lại chen vô? Nè xếp hàng chứ. Xếp hàng cuối hàng. Sao lại chen vô vậy? Rồi cảm ơn em. Rồi cô bác chờ xíu nha. Có anh cho thêm tiền để phát bánh bao này. Bánh bao có thêm sữa nữa nha. Sữa mì gói. Các cô chú là những người ra sau. Và thứ hai là tụi con phát là vượt quá cái số khẩu phần đó rồi. Nên cái này là thủ thêm. Thì tặng các cô bác ăn. Rồi nhận thêm bánh bao. Rồi từ từ nhá, chờ xíu còn có bánh bao nữa. Cô bác cứ xếp hàng chờ đi, có bánh bao nữa nhá. Có một em nữa, 500 ngàn. Mấy bạn bếp cơm ra đây nhá. Rồi gửi chị Nguyệt Massachusetts gửi tặng 200 ngàn. Chị Nguyệt Massachusetts gửi tặng 200 ngàn. Rồi chị Nguyệt cảm ơn nhiều gửi 200 ngàn. Gửi bé Trâm 200 ngàn. Rồi còn ai đâu ta. Rồi gửi cô rửa chén. Rồi, gửi tặng chị 200 ngàn, chị Nguyệt gửi tặng nhá. Rồi, chị Chín đâu ta? Chín ơi! Đây cô cầm cho. Dạ, được rồi, để con đưa. Rồi, 200 ngàn. Rồi, biếu chị nhá. Có tiền thuê khách sạn rồi. Anh Lai ơi! Rồi biếu anh 200 ngàn. Cảm ơn. Chị Nguyệt Massachusetts gửi tặng. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Rồi chú Thanh ngưng. Gửi biếu chú 200 ngàn. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi gửi em 200 ngàn chị Nguyệt cho nhá. Anh Lai. Gửi biếu anh có rồi đúng không? Bà gửi biếu bà 200 ngàn. 200 là hả? Dạ. Rồi gửi biếu chú Tác 200 ngàn. Rồi mấy em phụ này cho mỗi em 100 ngàn nhá. Còn ai nữa ta? Không, còn
chú Tư. Có rồi, cho rồi. Có rồi, chờ xíu. Mày có chưa? Chưa, mày đứng đó đi, anh Dương em vô cho mày. Rồi, gửi em heo 200 ngàn nha. Rồi, tiếp tục. Chú Tư ơi. Đại biểu ông Tư, ông Kỳ. Đại biểu cô Tư 200 ngàn mua bánh mì ăn nhá. À, còn có chú bà Thanh nhận chưa? Bà Thanh qua đây. Cô Nguyệt ở Massachusetts gửi biếu cô 200 ngàn. Cảm ơn cô. À, còn chú Kỳ, chú Tư. Rồi à, ai nữa ta? Dạ, gửi biếu chú. Rồi chú cầm cho đồng đội nữa nè. Dạ, cái này cô Nguyệt Massachusetts mà giống như là tình báo của bếp cơm. À, cảm ơn cô Nguyệt rất nhiều. À, gửi biếu chú. À, cảm ơn cô Nguyệt rất nhiều. Ở đây. Gửi lãnh đạo cô Nguyệt ở Massachusetts gửi biếu chú để phụ với chú mua vé số để trúng thưởng để tiếp tục làm từ thiện. Rồi, cảm ơn nhiều. Còn 200 ngàn này nữa thì gửi còn một chị nữa thôi, gửi cho cô Tư để tặng cho chị Trang. Là chị Nguyệt cho cái số tiền là 150 đô thì em đã xài hết. Chị tính cho em mà thôi, em nhường cho mọi người. Rồi, cho chị Trang. Rồi. Rồi, cảm ơn. Vậy là bếp cơm ai cũng có quà nhá. Rồi, cảm ơn các hẹn gặp lại của ba anh chị trong những video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các cô chú, cảm ơn chị Nguyệt. Rồi, cảm ơn các nhà hảo tâm đã tài trợ cho cái chương trình này. Bye bye.